Trải nghiệm đi thi HSA đánh giá năng lực Hà Nội. Mình sẽ để hai giao diện. Ở trên là giao diện phòng luyện đề thử của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở dưới là phòng thi thử của tuyển sinh 247. Và chúng ta sẽ cùng xem trải nghiệm trên hai giao diện này như thế nào nhé. Khi bắt đầu vào giao diện của Đại học Quốc gia thì nó khá là lag, bởi vì là mình phải đợi khoảng 1 đến 2 phút thì nó mới vào. Trước khi vào thi thì các bạn sẽ được chọn tổ hợp khoa học. Thì các bạn theo các bạn chọn thì sẽ vào giao diện thi cho các bạn luôn. Với hai giao diện này thì người có thể thấy là nó không khác gì nhau cả. Thế nên là nếu khi mà các bạn luyện đề ở tuyển sinh 247 thì các bạn sẽ có trải nghiệm như là đi thi thật, rèn cho các bạn được tâm lý này, rèn cho các bạn được cái thói quen làm bài thi rất là tốt. Khi mà có một thói quen rồi thì các bạn cứ và thi thật các bạn một phát bạn vào luôn, làm nhanh, ăn luôn, ăn điểm luôn. Ở cột ngang phía trên thì các bạn sẽ thấy rằng là hiện các ô câu hỏi. Các bạn là một câu thì câu hỏi đấy sẽ tự biến mất và cột sẽ dồn lại cho bạn. Và ở cột dọc ở bên tay phải thì sẽ hiện cột đáp án các bạn đã làm. Các bạn sẽ dễ quan sát được là những câu nào mà các bạn đã làm rồi và những câu nào các bạn chưa làm. Khi các bạn làm lại thì các bạn chỉ cần ấn vào số câu ở cột bên tay phải, các bạn có thể quay trở lại làm một cách nhanh chóng mà không phải kéo lúc tìm câu lên cục nữa. Đấy, các bạn có thể thấy là hai giao diện này hoàn toàn giống nhau. Và ở tuyển sinh 247 đã thiết kế giao diện rất là kỹ và rất là sát. Và khi các bạn học khóa học ở tuyển sinh 247 thì các bạn sẽ được trải nghiệm giao diện thi này. Nếu các bạn có nhu cầu thì ở phần bio có thông tin về khóa học nhé.